Test 4 Unit 4 1 Pronunciation A. Choose the word that has the underlined letters pronounced differently from the rest. Phần phát âm. Em chọn từ mà có phần được gạch chân, cái chữ cái được gạch chân, được phát âm khác với những chữ còn lại. Disabled. Cái này phần thêm ED này, các em đọc âm the first. Tại vì kết thúc cái chữ này bằng âm S, cho nên chúng ta sẽ bật âm th, forced, believed. Kết thúc bằng âm V là âm hữu thanh ha, thì chúng ta cũng bật là âm D, lived, realized, cũng là âm hữu thanh, cho nên khi bật ED chúng ta sẽ bật âm D, realized. Rồi chúng ta chọn đáp án là câu B, forced. To rubbish, rubbish. Sherbert, sherbert, cũng là âm a, sherbert. Lunch, lunch, âm a. Consume, consume, âm u. Consume, âm u. Rồi chúng ta chọn câu đi. Three, deaf, a. Teach, âm e, teach. Read, cũng là âm e. Sleep, âm e luôn. Y này gọi là mi dài á, có dấu hai chấm phía sau. Nên chúng ta chọn câu A. For, pity, pity, âm y. Children, children, âm y. Blind, âm I. Finger, âm y. Rồi chúng ta chọn câu C. Blind, âm I. Why, rubber, R, rubber. Âm O này, hay là các em có cái cách phát âm khác, nó chúng ta gọi nó là âm O này nè. O, rubber, cause, hay là âm O, âm O dài, cause, force, âm O. Cái này nó tương tự như âm O ngắn á, rubber, top, âm O luôn, O dài luôn. Rồi chúng ta chọn câu A, rubber. B, choose the word whose main trait is played differently from the others. Chọn từ mà phần trọng âm của nó được đặt khác với những từ khác. Photography. Âm thứ hai, photography. Determinate. 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 Âm hai luôn. Exhibition. Exhibition. Âm ba. Vision. Âm ba chúng ta nhấn cái âm trước cái chữ sình. Nhưng mà cái chữ này các em đọc cái âm hờn nó bị câm nha, axi luôn ha. Exhibition, professional, professional, âm hai. Vậy chúng ta chọn câu C. Two, disabled, âm hai, disabled. Mentally, mentally, âm một. Retarded, retarded, âm hai. Consuming, consuming, âm hai luôn. Vậy chúng ta chọn câu B. Mentally, chúng ta chọn câu B. Three, subtract, 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 âm 2. Suffer, suffer, âm 1. Effort, effort, âm 1. Primary, primary, âm 1. Và chúng ta chọn câu A. Subtract, âm 2. For, gradually, gradually, âm 1. Proper, proper, âm 1. Origin, âm 1. Opposition, âm 3. Opposition, âm 3. Và chúng ta chọn câu D. 5. Nationality, nationality, âm 3, nationality. Disability, 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 âm 3 luôn. Activity, activity thì lại là âm 2. Demonstration, demonstration là âm 3. Demonstration, âm 3. Vậy chúng ta chọn câu C, activity, âm 2. Patrol, vocabulary and expression, từ vựng và cách diễn đạt. Choose the one word or phrase A, B, C, or D that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase. Các em chọn từ hay là cụm từ trong những cái đáp án A, B, C, D mà nó hoàn thành phù hợp nhất cho câu, tốt nhất cho câu, hoặc là thay thế phù hợp nhất cho cái từ được gạch chân, cái cụm từ được gạch chân. One, the classes are different other classes because the students are disabled. Thì different với giới từ from nên chúng ta chọn câu C. Two, the children have every reason to be proud their efforts. Proud thì chúng ta đi với giới từ of, proud of their efforts. Cô không dịch đúng không?
Những cái lớp học này thì khác với những cái lớp học khác, bởi vì sinh viên là những cái người khiếm khuyết, những đứa trẻ thì có mọi lý do để mà được tự hào về cái nỗ lực của chúng, về những nỗ lực của chúng. 3. Their parents seem satisfied their progress. Cái chữ progress này nè, nó mang nghĩa là một cái tiến trình mà mang ý nghĩa tốt ha, tức là cải thiện, tốt hơn. Đó là với cái sự tiến bộ à, chúng ta dịch từ tiến bộ ha. Ba mẹ của chúng thì chúng có vẻ là hài lòng với cái sự tiến bộ của chúng. Thì satisfied, chúng ta đi với giới từ with, satisfied with. 4. The children come from large and poor families with them from having proper schooling. Những đứa trẻ mà đến từ những cái gia đình lớn hay là nghèo, gia đình lớn ý là gia đình nhiều người á, nhiều thế hệ á, hoặc là những gia đình nghèo. Cái mà which này là cái điều mà come from having proper schooling, có cái sự giáo dục đúng đắn. Thì với giới từ from thì chúng ta dùng chữ prevent. Prevent này nó có nghĩa là ngăn cản, tức là làm ngăn cản chúng để có được cái việc giáo dục, việc đến trường học, giáo dục ở trường học phù hợp. 5. I've always been about football. Tôi luôn luôn been. Sau to be chúng ta dùng tính từ hoặc là danh từ. Luôn luôn như thế nào đó về bóng đá, đam mê bóng đá. Chỗ đây chúng ta dùng tính từ. Tôi thì luôn luôn có niềm đam mê với bóng đá. Chúng ta dùng câu be. Passionate, passionate, có cái sự đam mê. Còn cái chữ passion này là một danh từ. Nếu mà chúng ta nói là có sự đam mê, động từ này, động từ have chẳng hạn, thì chúng ta mới dùng passion, danh từ ha. Mà ở đây nên gọi là tôi thì, cho nên chúng ta dùng tính từ. 6. Delegates impressed strong to the game. Những người đại diện. Cái chữ delegate này cô thấy nó không có cái gì gọi là các đại diện. Các đại diện thể hiện cái gì đó mạnh mẽ với cái kế hoạch. The game, chúng ta dịch là kế hoạch, thể hiện cái sự chống đối. Chúng ta dùng câu C. Opposition, sự chống đối. Sự chống đối mạnh mẽ đối với cái kế hoạch. Hay cũng có thể gọi là cái âm mưu gì đó. 7. Some of the more time-consuming jobs can now be done by machine. Một số những cái công việc mà tốn nhiều thời gian á, bây giờ có thể được làm bởi máy móc. Cái chữ time consuming là tốn thời gian. Taking much time. Taking much time câu A. 8. I have been fascinated by since I was at secondary school. Tôi đam mê kể từ khi tôi ở trường trung học cơ sở cấp 2 á. Tôi bị hấp dẫn bởi cái gì? Chỗ này chúng ta còn một danh từ đúng không? Photography. Bởi sự chụp ảnh hay là bởi nghề nhiếp ảnh. Còn đây là tính từ. Photograph là bức ảnh. Photographer là người chụp ảnh. Nên chúng ta chọn câu đi là phù hợp nhất. Bởi sự chụp ảnh hay là nghề nhiếp ảnh. Từ khi còn học cấp 2. 9. He has not developed mentally. He has not developed mentally as much as others at the same age. His child. Cậu ấy không có phát triển về trí tuệ nhiều như những đứa trẻ khác ở cùng tuổi. Anh ấy là một đứa trẻ bị chậm phát triển về trí tuệ. Thì chúng ta chọn câu B, mentally retarded, có nghĩa là chậm phát triển về trí tuệ. 10. The president expressed his deep sorrow over the bombing death. Người tổng thống thể hiện cái nỗi buồn sâu sắc của ông ấy đối với những cái chết trong vụ nổ bom. Sorrow này nghĩa là nỗi buồn. Vậy bằng chữ sadness. Sadness, nỗi buồn. 11. He invented the new kind of wheelchair. 4. Ông ấy đã phát minh ra cái ghế có bánh xe loại mới dành cho những người khuyết tật. Thì chúng ta dùng những người khuyết tật ở đây, chúng ta dùng cái chữ the disabled, mà từ the đi với tính từ, tạo thành một cái danh từ mang ý nghĩa là một nhóm người trong xã hội. 12. She displayed some of her paintings at the local. Cô ấy trình bày một số bức tranh, bức vẽ của cô ấy ở cái gì đó của địa phương. Chúng ta dùng câu đi nha. Exhibition, cái cuộc triển lãm ở địa phương. Exhibition có nghĩa là cuộc triển lãm. 13. He earns his living by taking photographs. He's a photographer. Chỗ này là anh ấy kiếm sống bằng việc chụp ảnh. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tại vì sống bằng nghề chụp ảnh luôn mà. Thì chúng ta dùng câu B. Professional photographer, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. 14.
In spite of her deafness, she played the violin very well. Mặc dù cô ấy chơi violin rất là giỏi. Cái chữ deafness là cái sự khiếm thính, sự khiếm thính, sự điếc, nghĩa là không có khả năng nghe. Inability to hear, không có khả năng nghe. 15. The aim of the LIVE project is to train students from developing. Cái mục tiêu của cái dự án LIVE là để huấn luyện, hướng dẫn, train, đào tạo những sinh viên đến từ những quốc gia đang phát triển. Những quốc gia đang phát triển, chúng ta dùng chữ nation. Những quốc gia đang phát triển, nations, chúng ta dùng chữ nations. Part 3, grammar and structures, ngữ pháp và cấu trúc. A, choose the one word or phrase. A, B, C or D that best complete the sentence. Chọn các đáp án A, B, C, D để mà phù hợp nhất cho câu. 1. He was not a musician himself. Lawrence Hammond developed an electronic keyboard instrument called the Hammond organ. Chính ông ấy không phải là một nhạc sĩ. Himself là chính ông ấy à. Chính ông ấy không phải là một nhạc sĩ, nhưng mà Lawrence Hammond là tên của ông ấy, để phát triển một cái bàn phím điện tử, cái nhạc cụ phím điện tử, bàn phím điện tử gọi là hammer organ. Mặc dù chúng ta dùng chữ mặc dù nha, mặc dù ở đây chúng ta dùng chữ although, nghĩa là mặc dù, mà sau cái từ although này chúng ta dùng với mệnh đề bằng cái chữ despite này, nó cũng nghĩa là mặc dù, nhưng sau đó là cụm danh từ for, thì trong trường hợp này có thể dịch là bởi vì, nó không phù hợp. Vừa đúng ngữ pháp cấu trúc thì chúng ta dùng A, although. 2. The storm, I would have been home before it. Gì đó mà cơn bão, tôi sẽ ở nhà trước 8 giờ. Nếu không phải vì cơn bão, nếu không có cơn bão, tôi sẽ về nhà trước 8 giờ. Đó dùng chữ but for. But for đi theo sau bởi một danh từ mang nghĩa là nếu không. But for, nếu không có cơn bão. 3. The government is doing nothing to help. Chính phủ thì đã không làm cái gì cả, đang không làm cái gì cả để giúp đỡ những người nghèo. Những người nghèo này nói chung, cho nên chúng ta sẽ dùng the poor. Poor mà thể hiện một nhóm người thôi. Những người nghèo, mặc dù chúng ta dịch những người nghèo, nhưng mà mang một nhóm người là the poor rồi, chứ không có phải thêm s chỗ này. People này sẽ là nhóm xác định ha. Poor này thì chẳng có chữ qua này thay thế cho cái gì ở đây cả. Chúng ta chọn the poor. Chúng ta chọn the poor. Chúng ta chọn câu C. 4. It rained all the time. Was a great pity. Trời mưa suốt thôi. Đó là một đáng tiếc lớn. Mưa sao lại đáng tiếc lớn nha. Chỗ này thì chúng ta dùng là which đó, nhưng mà cô không hiểu cái phần dịch này lắm. Tại sao nó lại là một đáng tiếc lớn, một sự hối tiếc lớn. Không biết hối tiếc với cái gì. It rained all the time. Mưa suốt. Và điều đó là một cái great pity. Cái câu trúc với which này nè, mình đều quan hệ với which, thay thế cho nguyên cái ý trước đó. Chúng ta học trong cái phần trước cô có nói rồi đó ha. Chỗ này chúng ta chỉ dùng which thôi. Mà trong trường hợp này là which cũng là làm từ để nối câu á, là nó thay thế cho một cái ý tưởng trước đó luôn, được nêu ra trước đó luôn ha. Và trong cái loại mệnh đề này thì chúng ta chỉ dùng which được thôi, và có dấu phẩy nha. 5. You really need is a long holiday. Bạn thật sự cần một cái kỳ nghỉ dài. What? Dùng what á. Những gì bạn cần là một cái kỳ nghỉ dài. What? What you really need. Những gì mà bạn thật sự cần, đó là một cái kỳ nghỉ dài. I like going to pop concerts when I was a teenager. Tôi thích tới những cái buổi hòa nhạc pop, nhạc đại chúng, khi tôi còn là một thiếu niên. Đi theo bởi một động từ thêm in, go in. Tôi đã từng, you too. Chỗ này chúng ta dùng you too. Tôi đã từng thích. Tại vì vé sau nè, khi còn là thiếu niên, có nghĩa là bây giờ qua cái tuổi này rồi, diễn tả một cái thói quen trong quá khứ, một cái tình trạng, một cái sự việc trong quá khứ, đã từng trong quá khứ. You too, đã từng. 7. Rick left the party early because he a headache. Rick đã rời khỏi bữa tiệc sớm bởi vì anh ấy đau đầu. Đau đầu thì chúng ta dùng động từ have. Left này là ở quá khứ rồi. Bởi vì đau đầu chỉ nguyên nhân kết quả, cho nên chúng ta dùng thì quá khứ đơn luôn. I had a headache. Claude didn't in Canada. Claude không có sống ở Canada. Thì didn't thì phải đi với động từ nguyên mẫu, cho nên cái này bỏ nè. Bỏ nè. Vậy chúng ta bỏ có mỗi câu B thôi.
YouTube không có, chưa từng sống ở Canada, không có từng sống ở Canada. Này, I remember you. You to school here. Tôi có nhớ bạn. Nó, chỗ này không phải là chữ miss, không phải thể hiện nỗi nhớ mà là nhớ ra. Tôi nhớ ra bạn, bạn đã từng tới trường đây. Thì cái việc nhớ này là hiện tại, nhưng mà cái việc nói là đã từng tới trường thì nó là ở trong quá khứ. Chúng ta dùng đã từng, chúng ta dùng câu đây nha. Used to go ten the old a lot of parents of life the old a lot of parents of life and can deal with more situation. Những người lớn tuổi á thì có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống và có thể deal with, giải quyết phần lớn các cái tình huống. The old này là những người lớn tuổi, diễn tả một nhóm người trong xã hội, cho nên nó là, nó sẽ là số nhiều. Cho nên chúng ta sẽ dùng have, dùng have. Cái này ở hiện tại thôi, không không dùng ở quá khứ nha. 11. Can you show me the famous in this camera? Bạn có thể chỉ cho tôi cách thay đổi, bằng cách nào để thay đổi cái phim trong cái camera này. How to chúng ta mình dùng how to. Can you show me how to change how to infinitive. Show me how to infinitive. Cái này là bằng cách diễn đạt cái ngữ pháp của nó như vậy rồi ha. Show me how to do something. Chỉ cho tôi cách phải làm gì, làm như thế nào. I didn't like the noise in the city airport, but now here. Tôi không có thích những tiếng ồn ở trong thành phố. Lúc đầu á, tôi không có thích những tiếng ồn ở thành phố. Nhưng bây giờ thì tôi đã quen việc sống ở đây rồi. Quen với việc gì? Dần dần quen với việc gì thì chúng ta dùng be used to cộng với động từ thêm in. Ở đây chúng ta có cả got used to và be used to á. Nhưng mà các em thấy ở đây nó có dùng quá khứ à, nên nó không dùng cái này nha. Chúng ta dùng be used to thôi. Be used to, I'm used to living. Copy. Be used to hoặc get used to. Hay ở hiện tại thôi, tại vì nó dùng chữ now là bây giờ mà. Cho nên chúng ta không dùng got được. 13. Galileo, his first telescope in 1609. Ông Galileo đã xây dựng cái kính thiên văn đầu tiên của ông ấy vào năm 1609. Thì cái thời điểm này là ở trong quá khứ rất rõ ràng. Thời điểm rõ ràng trong quá khứ này chúng ta dùng quá khứ đơn. Built. 14. Last summer we had holiday in Spain. Mùa hè năm ngoái chúng tôi đã có một kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha 2 tuần. Thì cái chữ 2 weeks, một kỳ nghỉ 2 tuần, nó đi theo bởi danh từ holiday, nên nó là một cái tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ holiday thôi. Và nó là một tính từ một kỳ nghỉ 2 tuần là 2 week. Câu đi không có s, không có phẩy s và phải có dấu cách nữa, và nó là một kỳ nghỉ nó đếm được, cho nên chúng ta dùng dùng mở từ a. 15. At a party we saw Ruth standing alone. Ở bữa tiệc chúng tôi nhìn thấy Ruth đứng một mình. Chỗ này nếu mà mình dịch đầy đủ nó sẽ là khi mà đến bữa tiệc chúng tôi nhìn thấy Ruth đứng một mình. Nhưng mà chúng ta sẽ rút gọn nó đi, rút gọn chủ ngữ đi. Chủ ngữ we nè ha, chủ ngữ we nè. Chúng ta sẽ rút gọn chủ ngữ we đi và rút gọn cái việc mà chúng ta dịch là khi luôn á, cho nên chúng ta sẽ chọn câu C arriving. Nó diễn tả đầy đủ cái ý đó, arriving at a party, khi mà đến bữa tiệc. Cấu trúc này chúng ta có tên là rút gọn hai mệnh đề cùng chủ ngữ nha, rút gọn hai mệnh đề cùng chủ ngữ thành ngữ phân từ. Có thể là dùng dạng quá khứ phân từ hoặc là dùng hiện tại phân từ, tùy hoàn cảnh, tùy cái ngữ cảnh của câu. B. Identify the one underlined word or phrase A, B, C or D that must be changed for the sentence to be correct. Xác định những cái phần được gạch chân dưới đây á, nó có lỗi, nó sai, phải được sửa để thành cho câu đúng. Chúng ta phải sửa nha. Must be changed, phải được sửa ha, nghĩa là chúng ta phải sửa luôn. When I was child, summers would be warmer and winters colder than now. Tức là khi tôi còn là một đứa trẻ thì mùa hè sẽ ấm hơn và mùa đông thì sẽ lạnh hơn so với bây giờ. Nghĩa là bây giờ nhiều khi không phân biệt được mùa hè mùa đông nữa, lại tại vì thay đổi khí hậu, thay đổi thời tiết á, sự thay đổi thời tiết á. Cho nên là mùa hè nhiều khi có mưa, còn mùa đông thì không không có lạnh lắm. When I was a child, này là nói khi ở quá khứ. Summers would be warmer and winters colder
colder than now. Nhìn hết câu này cô chỉ thấy có mỗi câu be này có vấn đề thôi. Be ha, when I was a child thì hoàn toàn không có gì sai cả. Warmer, colder than now thì cũng không có cái sai. Would be chỗ này sai nè. Mà sai như thế nào? Thì là khi tôi là một đứa trẻ, các mùa hè và mùa đông thì lạnh hơn bây giờ. Thì lạnh hơn bây giờ. Ta dùng quá khứ đơn bình thường thôi. Đã từng ha, dùng used to be. Tại diễn tả một tình trạng mà, cho nên chúng ta phải có cụm từ be nữa. You to be, đã từng. Number two, what do you use to do when you felt afraid? Bạn đã từng làm gì khi bạn cảm thấy sợ? Thì hỏi cái này nè, hỏi mình đã từng làm gì ha? Thì mình dùng did, chứ không có dùng do. Tại nó diễn tả một thói quen trong quá khứ mà. Dùng did, chuyển chữ do này thành chữ did. What did you use to do? Three, the number of people employed in agriculture have fallen in the last decade. Cái số lượng người mà làm việc trong cái lĩnh vực nông nghiệp á thì đã giảm trong cái thập kỷ trước. The number of people employed in agriculture have fallen. Câu này thì chắc là sai chữ have. The number thì là số nhiều rồi. À đây, in the last decade, trong thập kỷ trước, có nghĩa là nó ở quá khứ. Ở quá khứ, ta sửa này thành had. Cái này là quá khứ hoàn thành ha. Cái cụm này, đối với cụm này chúng ta chia thì quá khứ hoàn thành. Had fallen. Four, you have to buckle your seatbelt now or you couldn't drive. It's the law. Bạn phải buckle, nghĩa là cài khóa lại. Bây giờ bạn phải thắt dây an toàn vào hoặc bạn sẽ không thể lái xe, đó là luật. Ở đây chúng ta đều có have to now. Chỗ này chúng ta có câu C nha, là không dùng ở quá khứ mà chúng ta sẽ dùng ở hiện tại. Can't drive, không thể lái. Five, she's always annoying about some things. Cô ấy luôn luôn khó chịu, bực bội về cái gì đó. She's always annoying about something. Sai chỗ nào nhỉ? Nó sẽ sai câu C nha. Annoying nó là một cái cảm xúc, cho nên chúng ta sẽ dùng nó ở dạng ED. Luôn luôn cảm thấy khó chịu, bực bội. ED. Six, I can't find my diary. That is a real nuisance. Tôi không thể tìm thấy cuốn nhật ký của tôi. Sai câu này nè. Cái đó thật là, điều này thật là phiền, rất khó chịu ha. Thật là phiền quá đi. Nuisance, kiểu như thật là bực mình quá đi ha. Cái chỗ này thì chúng ta dùng which để làm từ nối. Đối với cái mệnh đề quan hệ này thì chúng ta chỉ có thể dùng which thôi, không được dùng that. Nó có dấu phẩy mà. Người ta cũng nói rõ là chỉ dùng which thôi ha. Đối với mệnh đề quan hệ này, khi mà chữ which này đã thay thế cho cái ý để đeo ra trước đó. Tôi không thể tìm thấy cuốn nhật ký của mình. Và cái việc này đã làm cho tôi cảm thấy thật sự là phiền toái. Nuisance. Seven, the severely disabled need full-time care. Những người bị khuyết tật nặng thì cần sự chăm sóc toàn thời gian. Full-time care. Really disabled. Nguyên cái nhóm này, cái nhóm người này, nó là số nhiều cho nên chúng ta sẽ dùng chữ need chứ không có chữ s ha. Bỏ s đi, số nhiều mà, chủ ngữ đó số nhiều, cho nên phải chia động từ ở số nhiều. A, it took them at least 2 months learning how to pronounce these words. Họ mất ít nhất là 2 tháng để học cách phát âm như thế nào những từ này. Took time or money to do something thì chỗ này chúng ta sẽ dùng là to learn. Take someone time or money to do something, để làm gì, cho nên chỗ này chúng ta dùng to learn. Em sửa nha, em viết nha, to learn. Cô nhận thấy cô viết cái chỗ này bị sai chữ A. To learn. 9. Helen Keller, who was both blind and deafness, overcame her inabilities with the help of her teacher Anne Sullivan. Helen Keller, người mà vừa mù vừa điếc, vừa khiếm thị và mà vừa khiếm thính luôn ha. Helen Keller, người mà vừa mù vừa điếc. Sao cô nói tới những cái trường hợp này cô thấy xót xa lắm, nên cô không muốn dùng những từ này luôn á. Overcame, đã vượt qua her abilities, cái sự khiếm khuyết của cô ấy, nhờ sự giúp đỡ của cô giáo cô ấy, cô Anne Sullivan. Đối với câu này á, cô nhìn thấy nó sai hai chỗ luôn á, nhưng mà không biết là có sử dụng được không ta. Anh rõ ràng thì thấy sai chỗ này rồi, tại vì vừa mù, chữ blind này là một tính từ, rồi là vừa biết thì nó cũng dùng một tính từ, là chỉ dùng chữ deaf thôi, tức là blind and deaf. Nhưng mà tới cái chỗ này thì cô thấy cái danh từ inabilities này nè,
Nó vốn dĩ là một cái danh từ không đếm được mà tại sao dùng để ở hình thức số nhiều được ta? Cô nghĩ là chỗ này cũng sai đó nha. Đây các em sẽ nhìn bên từ điển của cha nè. Inabilities nha. Nó là một uncountable singular. Nó là một danh từ số ít và nó là danh từ không đếm được. Không đếm được thì chúng ta sẽ không có cái chữ inabilities ở số nhiều đâu. Thử tra cái chữ inability ở số nhiều nha. Nó sẽ không hiểu ha. Về cấu trúc từ của nó thì đây là một danh từ không đếm được. Nó chỉ có hình thức số ít thôi. Thôi kệ nó đi. Ten, leg superior. Leg superior that lies on the US-Canadian border. US-Canadian border. Ten, leg superior that lies on the US-Canadian border is the largest lake in North America. Cái hồ Superior đó, cái mà nằm trên cái biên giới của Canada và Mỹ, là cái hồ lớn nhất ở Bắc Mỹ. Thì chúng ta thấy câu A nè, chỗ này dùng that sai ha. Thì thay thế cho chữ Lake Superior này chúng ta có dùng which. Bởi vì nó có dấu phẩy mà, cho nên chúng ta dùng which. That chỉ thay thế cho which trong những cái mệnh đề quan hệ có giới hạn mà thôi, tức là không có dấu phẩy thôi. Còn nếu như mà có dấu phẩy thì chúng ta không thể dùng that được. But for speaking, choose the sentence or phrase that best completes the dialogue. Phần nói, chúng ta chọn câu hay là cụm từ mà phù hợp nhất trong đoạn hội thoại. A. One, họ nói cái gì mà oh, my weekend was terrific. Thanks. Cuối tuần của tôi rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Vậy hỏi cuối tuần của bạn như thế nào? Nói terrific là tuyệt vời mà. How was your weekend? Cô B. How was your weekend? Two. Lại không biết nói cái gì mà B trả lời là on Saturday I participated in the local charity society to visit Wellington Special School for the Blind. Vào thứ bảy tôi tham gia một cái từ thiện xã hội địa phương tới thăm trường giáo dục đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu dành cho người mù. Vậy hỏi là làm gì vào thứ bảy? Vào thứ bảy tôi tham gia ha. Làm gì vào thứ bảy? What did you do on Saturday? Bạn làm gì vào thứ bảy? Where did you go on Saturday? Bạn đi đâu vào thứ bảy? Làm gì? Chúng ta dùng câu C. Bạn làm gì? 3. A lại nói cái gì mà B lại bảo là well, they were having a music lesson. Họ đang học âm nhạc. What were the visually impaired students doing when you come? Là những học sinh mà bị khiếm khuyết về việc nhìn á, thì đang làm gì khi bạn đến? What did the visually impaired students do when you come? Đang làm gì trước khi bạn đến? Sai luôn. Tại vì chỗ này nó dùng thì quá khứ tiếp diễn. Đang sự dậy xảy ra. Vậy mình cũng sẽ hỏi bằng thì quá khứ tiếp diễn. Cho nên những cái này đều sai hết, chỉ có mỗi câu ấy đúng thôi. What were the visually impaired students doing when you come? Dùng thì quá khứ tiếp diễn để hỏi luôn. 4. Really? They listen and use their fingers to touch the music notes in braille and sang. Rồi nói cái gì đó nữa mà người B nói là họ nghe và sử dụng những ngón tay của họ để chạm vào những cái nốt nhạc trên cái braille và hát, trên cái bảng chữ braille và hát. Cái braille này là chúng ta có đọc một cái bài đọc rồi, nó là hệ thống cái bảng chữ dành cho những người mù. Thì cái người A nói là họ đã học học như thế nào á, thì chắc là dùng how rồi. How they can learn music without seeing. Không có nhìn thấy thì without seeing thì cũng đúng. Nếu họ không nhìn thấy thì cái này không phải là nếu nữa mà họ không nhìn thấy thật. Cái này thì sai thì rồi. How can they learn music without seeing? Ở cái này, cái trên này các em thấy câu hỏi không? Thấy câu hỏi không? Mà ở dưới này nó, mà chỗ này nó dùng không đúng ngữ pháp thì câu hỏi ha. Cho nên chúng ta chọn câu đi. Mới nhìn câu A thì không có nhận ra, và nhìn câu đi thì chúng ta mới nhận ra. Thì how can they learn là đúng. How can they learn music without seeing là đúng. Rồi, number 5. Great. Next time. Tuyệt quá, lần sau. I will go hay là I like to visit to call me. Next time call me if you have an activity. Nếu mà chúng ta nói thì chắc nói cái này nhé. Call me if you speaking. Call me if you go. Nếu mà cô nói thì chắc cô nói câu này. Không, đáp án cũng là câu này các em. Call me if you have such an activity. Next time, lần sau nhớ gọi tôi. Nếu như mà bạn có những cái
Nếu mà bạn có cái hoạt động như vậy, hãy gọi cho tôi nếu như bạn có hoạt động như vậy. Rồi part 5, reading comprehension nè. Cái này là phần đọc hiểu. A, choose the one option A, B, C, or D that best fits each of the numbered blank. Chọn một trong những cái đáp án A, B, C, or D mà điền vào phù hợp nhất cho mỗi câu được đánh số, chỗ trống được đánh số. Louis Braille was born in 1809. Ông Louis Braille là được sinh ra vào năm 1809 ở Coupray, ở nơi nào đó là chúng ta dùng giới từ in. He was a French. Ông ấy là một người Pháp, một cái gì người Pháp? Of the blind, của người, cho người mù, những người mù. Ông ấy là một giáo viên, a teacher. He was a French teacher, giáo viên người Pháp. He was blind from the age of 3. Ông ấy bị mù từ năm 3 tuổi. And in 1818, he went to the National Institute the Young Blind in Paris. Và vào năm 1818, ông ấy tới cái viện quốc tế gì đó, The Young, của những người trẻ, những người mù trẻ ở Paris. Ông ấy, he, dùng who, him, himself. À, chính ông ấy cũng bị mù, himself. He, himself, were blind. Chính ông ấy cũng bị mù. Ấy, mấy là muốn nhấn mạnh cái hoàn cảnh của mấy ha, cái tình trạng của mấy. Rồi, ông ấy đi tới cái National Institute, cái viện quốc gia dành cho những người mù trẻ ở Paris, for the young blind. Soon showing marked in both science and music, he became famous in Paris, an organist and violoncellist. Ông ấy sớm đã showing, đã thể hiện được cái gì đó mark, rất là ấn tượng ha. Mark có nghĩa là đánh dấu trong cả cái lĩnh vực khoa học và âm nhạc. Ông ấy trở nên nổi tiếng ở Paris gì đó về một người chơi đàn organist và một người chơi đàn violin, một người chơi đàn organ và một người chơi đàn violin. Ông ấy sớm đã thể hiện rõ là có cái gì đó, là có tài năng hay là có khả năng trong cả lĩnh vực khoa học và âm nhạc. Chắc là không dùng activity đâu. Ability và khả năng, intelligence là sự thông minh, determination, sự quyết tâm. Cái này một cái sự, một cái khả năng rõ rệt, ability. Và ông ấy đã trở nên nổi tiếng ở Paris như là một người chơi organ và là một người chơi organ và chơi violin. Nổi tiếng ở Paris cho cái gì đó, nếu mà for thì for là cho cái gì đó đúng không? Nhưng mà chỗ này nổi tiếng là một người chơi thì chúng ta dùng like as, thì không dùng for, không dùng such as rồi. Like thì là giống như một người chơi, giống nhưng mà không phải, còn as là người đó luôn. Chúng ta dùng as. Ông ấy cũng là người chơi ha. Ông ấy là người chơi organ và chơi violin. Nên là chúng ta dùng as. In 1826, Braille began teaching the blind in the... Vào năm 1826, ông Braille trở thành... Bắt đầu. Ông Braille bắt đầu dạy những người mù. In the... The... Cái này là được nhắc lại nha. Vậy sẽ là the... Cái institute này ha. Cái the institute. Câu đi. Tại vì mạo từ the, ý nó ám chỉ là đây là một nơi mà đã được nhắc lại rồi, một cái danh từ đã được nhắc lại rồi. Và phía trên đó người ta nói tới là ông ấy đi tới cái National Institute for the Young Blind in Paris. Cho nên sẽ, chỗ này sẽ là the institute, cái biển đó. Braille is known for his idea of the barrier point writing system, uniform coded AME message to enable the blind to read. Để mà hiểu cái đoạn này á, thì thứ nhất cô nhắc đến chữ barrier nè. Barrier là tên của một cái ông đại hữu Ý đã về hưu, có chuyến viếng thăm tới cái viện này, và ông Braille đã có cái ý tưởng với cái hệ thống chữ viết chấm nổi của ông đại hữu Barbier này. Mà cái hệ thống chữ viết chấm nổi đó là nó được sử dụng để mà gọi là trao đổi những cái tin nhắn mã trong quân đội. Thì ông Braille này được biết đến là người có sáng kiến, là cái sáng kiến của ông, cái ý tưởng của ông để mà sửa đổi cái hệ thống chữ viết chấm nổi của ông Barbier này, để mà cho phép người mù có thể đọc được. Thì cái đoạn này nó có nghĩa là như thế, sửa đổi, thay đổi dựa trên cái bảng chữ đó luôn đó ha, nhưng mà thay đổi thôi. Modifying, chúng ta dùng chữ modifying ha, sửa đổi, thay đổi. Thì cái hệ thống này đã dùng cho cái việc trao đổi tin nhắn và mật mã trong quân đội, mà là trong đêm tối nha. Trong đêm tối thì có nghĩa là trong đêm tối người ta đâu có nhìn thấy gì đâu. Thì bởi vậy cho nên là
ông mới có cái ý tưởng là người ta nói chuyện được trong đêm tối, không cần nhìn thì nó cũng phù hợp cho người mù, không nhìn thấy gì cả vẫn có thể nói chuyện được, sử dụng cái hệ thống chữ này được. Ông đã thay đổi sửa đổi đi để nó phù hợp với người mù có thể học và đọc white writing, cái hệ thống chữ viết chấm nổi này nè, emboss, cái chữ viết chấm này, contains, combines, six, comprise là cái gì đó mà gọi là những chấm nổi, and dashes và các cái gạch ngang ở chữ dash, dashes này là các gạch ngang on cardboard trên các cái bìa cứng đi với cái chữ up thì chúng ta này được nghĩa là bao gồm đúng không? Chắc là không phải contain đâu, contain là chứa cái gì đó. Combine thì đi với giới từ with, kết hợp với cái gì? Bao gồm consist, chúng ta dùng chữ consist. Consist of embossed dots, những cái chấm nổi. And dashes on cardboard, và những cái gạch trên bìa cứng, và những cái gạch ngang trên bìa cứng. Thì cái chữ consist với lại chữ comprise á, thì nó sử dụng tương đối giống nhau, tuy nhiên là nó đều có nghĩa là bao gồm hết. Tuy nhiên là chữ comprise thì nó không có giới từ of, chữ consist nó có giới từ of, cho nên chúng ta chọn câu C. Contain á, thì nó có nghĩa là chứa đựng, thì thường thường chúng ta tưởng tượng nó giống như là chứa đựng cái chất lỏng hay là cái gì đó ha. Nó mang nghĩa là bao gồm, có sự chứa đựng ở trong đó hơn. Combine thì đi với giới từ with, kết hợp với cái gì đó. Tuần này là comprise với lại consist, nó bao gồm, nó mang nghĩa là cấu tạo nên cái thành phần gì đó. Rồi tới câu số 10. The braille system from it is used successfully today in slightly modified form and in many countries. Cái hệ thống chữ Braille đó, thì như thế nào đó, from, và nó được sử dụng, và ngày nay nó được sử dụng rất là thành công. The Braille system from, ý chỗ này nó muốn nói là cái hệ thống Braille từ đó, from, là cái sự xuất hiện của nó là từ đó đó. Nó dẫn dắt cái câu chuyện này ra nè. Và nó được sử dụng rất là thành công vào ngày nay. In slightly modified form, it is used successfully today. In slightly modified form, với cái hình thức được sửa đổi một chút. And in many countries, và ở nhiều quốc gia. Tức là nó sẽ sửa đổi một chút ở nhiều quốc gia cho nó phù hợp với từng quốc gia đó ha. In slightly modified form, nó khó. Thì bất cứ cái gì cũng vậy mà theo thời gian thì nó cũng sẽ có sự thay đổi, thêm hoặc là bớt vào cho nó phù hợp với hiện tại và phù hợp với mỗi quốc gia. Thì ý cái chỗ này nó muốn nói là cái hệ thống chữ Braille nó xuất hiện từ đây, nét được tạo ra từ đây. Cần thì không phải, con này chỗ số 3 không phải, rồi tên cũng không phải. Cái chữ make này có thể là quá khứ đơn nè. Derived, derived. Các em có cái chữ derived, nó có nghĩa là bắt nguồn từ, và nó cũng đi với giới từ from luôn. Cho nên chúng ta chọn câu đi, derived, bắt nguồn từ, derived from, bắt nguồn từ đây, nó đầy đủ ý nghĩa. B, read the passage, then choose the correct answer A, B, C or D. Đọc đoạn văn sau đó chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc là D. The first school for blind, deaf and mute children in the Tibet Autonomous Region celebrated its first anniversary on Friday. The school is built in the eastern suburb of Lhasa, capital of Tibet, and is designed to hold 200 students. It covers 20,000 square meters. The school curriculum includes Braille and sign language training, Tibetan mathematics, writing, ethics training, physical education, arts, handicraft, speech, and walking coach. At the celebration, the audience were taught by a silent song expressed by the students with sign language. Baby Toyup, a 10-year-old blind child, can speak fluent Chinese and is good at singing and dancing. He told the visitor that life in the boarding school was comfortable. Cái trường học đầu tiên dành cho trẻ em bị mù, điếc và bị câm ở Tibet Autonomous Region đã tổ chức cái lễ kỷ niệm đầu tiên vào thứ sáu. Cái trường học này thì được xây dựng ở vùng ngoại ô phía tây của Lhasa, vùng ngoại thành phía tây của Lhasa, thủ đô Tibet, và được thiết kế để chứa 200 học sinh sinh viên. Nó rộng 20.000 mét vuông. Các cái chương trình học của trường thì bao gồm việc dạy những cái ngôn ngữ ký hiệu sign language và cái hệ thống chữ Braille, hệ thống chữ viết Braille, tiếng Tibet, toán, viết chữ và đạo đức.
Physical education gọi là môn thể dục. Arts, các môn nghệ thuật. Handicrafts, các nghề thủ công. Speech and walking course, nói và các cái khóa học. Walking, đi bộ hả? Người chắc đi bộ dạng như đi du hành á. At the celebrations, ở cái buổi lễ tưởng niệm này thì các khán giả, the audience khán giả, các cái khán giả bị xúc động bởi một cái bài hát trong yên lặng được thể hiện bởi các cái học sinh với những cái ngôn ngữ ký hiệu, gọi là bài hát câm à. Không biết dịch làm sao nữa, sai lần son. Bye bye Topsup, một đứa trẻ mù 10 tuổi, có thể nói trôi chảy tiếng Trung Quốc và giỏi hát và nhảy. Cậu ấy đã nói với các khách viếng thăm rằng cuộc sống ở boarding school thì rất là thoải mái. Boarding school là trường nội trú. Cuộc sống ở trường nội trú thì rất là thoải mái. One, what type of students attend the school? Những học sinh nào tham gia ở trường? Children who live in the Tibet Autonomous Region. Children who have a wide variety of disabilities. Children who cannot see, hear or speak. Children who have a mental disability. Các em xem trên đây ha, là dành cho người mù, người điếc và người câm. Thì tức là dành cho những đứa trẻ bị mù, bị điếc và bị câm. Thì có nghĩa là những cái đứa trẻ không thể nhìn, không thể nghe và không thể nói. Chúng ta chọn câu C. Trường, the school is located in. Tức là cái trường này nó tọa lạc, nó nằm ở cái chỗ nào ha? Nằm ở the suburb, the capital of Tibet. The suburb, ở cái vùng ngoại ô của thủ đô Tibet, phía tây của Lhasa ha, phía tây của Lhasa chứ không phải là phía tây của Tibet, nó là vùng ngoại ô của thủ đô Tibet thôi. 3. The school is able to hold 200 students. Câu A và câu C đúng các em. Nó có thể nhận tới 200 học sinh. Nó có thể nhận tới 200 học sinh và nó rộng 20.000 covered ha, 20,000 square meters, 20.000 mét vuông trong khu vực này, cho nên chúng ta chọn câu D. A và C đều đúng. 4. Which subject is taught in the school? Những cái môn học nào được dạy ở trường này? Physics, vật lý, tiếng nước ngoài hay là máy tính hay Braille? Thì nó có nhiều môn lắm, nhưng ở đây nó chỉ đề cập đến Braille thôi ha. Những môn của nó có Braille nè, Sign Language Training nè, tiếng Tibet nè, toán chữ viết nè, đạo đức nè, thể dục nè, nghệ thuật nè, nghề thủ công nè, speech, nói chuyện phát biểu nè, nói diễn giả nè, tức là nói, speech là phát biểu, những bài phát biểu, bài nói, walking course, rất nhiều lắm. Nhưng ở đây chúng ta đã đề cập tới Braille thôi. 5. Which of the following is not true? Câu nào theo sau là không có đúng? Tibet First Deaf Mute School celebrated its first birthday. Cái trường câm điếc đầu tiên của Tibet tổ chức lễ kỷ niệm lần đầu năm đầu tiên. The visitors were welcomed with a beautiful song like in the boarding school they comfortable. By the toy group can sing and dance very well. Cái này không đúng ha, tại vì nó cũng là một beautiful song, nhưng mà nó phải là silent beautiful silent song ha. Nó là một bài hát câm, tại mình nói beautiful song không thì nó không có rõ ràng. Ngoài ra thì nếu mà nói nữa thì nó có rất là nhiều cái chương trình nữa, singing, dancing, nhưng mà nó đề cập tới là khán giả bị xúc động bởi cái silent song. Hơn nữa thì cái trường câm điếc này nó là tổ chức sinh nhật năm đầu tiên nên nó cũng đúng. Chúng ta chọn câu B nha. Thì ra lúc câu 1 này, câu A, câu vân vân là do nó là câm điếc. Ở trên này nó vừa mù, vừa câm, vừa điếc, ba cái luôn. Part 6, writing. Choose the sentence A, B, C, or D. Which is closest in meaning to the sentence printed before? Chọn câu có đáp án A, B, C, D và nó có nghĩa nhất với cái câu gốc, cái câu người ta viết lúc đầu. When did you last ride a bike? Lần cuối cùng bạn đi xe đạp là khi nào? Chúng ta chọn câu B nha. Bao lâu kể từ khi? How long is it since you rode a bike? Bao lâu kể từ khi? 2. The train was due to leave 5 minutes ago. Tàu đã rời đi 5 phút cách đây. Cái cụm be due to này có nghĩa là phải như thế nào đó, phải làm gì đó. Là con tàu thì đáng lẽ là phải rời đi 5 phút cách đây rồi. Thì nó sẽ là câu A là con tàu thì là phải, tức là be supposed, nó cũng có nghĩa là phải làm gì đó. Be supposed to leave 5 minutes ago, là cũng phải là rời khỏi đây 5 phút cách đây rồi. The train is 5 minutes late in leaving. Con tàu thì đã trễ 5 phút, đã khởi hành trễ 5 phút. Đúng, câu này cũng đúng ha. Có nghĩa là con tàu này đáng lẽ là phải rời khỏi đây cách đây 5 phút rồi.
Rồi, cho nên câu 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 đi, câu đi chúng ta chọn câu đi. A và B đúng ha. Cái was due to nghĩa là đáng lẽ ra là phải làm gì rồi đó. Con tàu này đáng lẽ là phải rời rời đi cách đây 5 phút rồi. Câu A cũng vậy. Còn câu B thì nó nói rõ hơn là con tàu này là đã bị trễ 5 phút, khởi hành trễ 5 phút rồi đó. Number 3, I didn't used to like football. Tôi đã từng không có thích bóng đá. Nên chúng ta chọn câu C ha. Once I didn't like football, but now I do. Nghĩa là bây giờ thì tôi thích rồi. Tôi đã từng là không thích. Once I didn't like football. For the police blocked off the road. It's called a traffic jam. Câu này chúng ta từng làm rồi nha, từng dịch rồi đó. Tức là cảnh sát đã chặn con đường. Điều đó thì gây ra kẹt xe. Nên chúng ta chọn câu đi. Cái việc mà cảnh sát chặn con đường, cái sự việc mà cảnh sát chặn cái con đường ha, thì gây ra vụ kẹt xe. Em đọc đây những cái câu trên này nó không có đúng nghĩa nha. The road that caused the traffic. Con đường gây ra vụ kẹt xe bị chặn, không phải. Mấy cái sự việc mà cảnh sát chặn con đường ha. Chữ which này là thay thế cho the police blocked off the road. Cái việc này này gây ra vụ kẹt xe. The fact that the police blocked off the road. Đó, thế cái này một tí. Cause mình đề danh từ á. Rồi call the traffic jam, mình đề danh từ làm chủ ngữ. 5. Henry should have done his homework last night, but he watched TV instead. Henry nên làm bài tập về nhà tối hôm qua, nhưng mà anh ta đã xem TV. Thay vào đó thì anh ta lại đi xem TV. Henry đã không xem TV tối hôm qua, cái này sai. Henry xem TV tối hôm qua thay vì làm bài tập, câu này đúng nè. Henry làm bài tập trong khi xem TV sai. Henry đã làm bài tập rồi sai rồi, chúng ta chọn câu B ha. Henry đã xem TV. Tối qua Henry đã xem TV thay vì làm bài tập về nhà. Rồi chúng ta xong. Unit 4.